Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục phần vote, và mình sẽ sử dụng một thư viện khác nữa, đó là Dotun, để mình apply vô vote. Mình làm cho cái game mình nó mượt hơn ha. Tại vì mình đã sử dụng cái Visual Scripting rồi, mà mình điều khiển các cái game object bằng cái logic bình thường của mình, thì dẫn tới là nó sẽ rất là nhiều và lộn xộn. Để mà di chuyển được một cái vật thể như thế nào đó, nhảy hoặc là di chuyển tới lui lên xuống qua lại gì đó, thì mình cũng cần rất là nhiều dòng code. Thì bởi vậy mình sẽ cần tới sự hỗ trợ của Dotun ha. Sau khi các bạn tải Dotun thì các bạn import vào bình thường thôi, bạn import bucket bình thường thôi. Sau khi import thì nó sẽ bật ra một cái cửa sổ đấy, cái cửa sổ như thế này, được chưa? Và các bạn open Dotun utility, rồi các bạn setup bình thường thôi. Setup thì các bạn đợi trong giây lát để cho nó tải và cài đặt. Sau khi xong thì chữ apply để sáng lên, bạn bấm quay về. Các bạn có thể bấm vào documentation để lên trang chủ của Dotun. Bạn cũng có thể bấm vào documentation để lên được trang document của Dotun. Ở đây thì tất cả mọi thứ mình cần đều có ở trên này cả các bạn nha. Đấy, phải in phải out, set float, set color về camera, audio chụp, về audio mixer, về light, về light render, material, rigid body. Đấy, ở đây mình có đầy đủ và tất cả. Chỉ có những chữ pro only thì mình phải có bản Dotun Pro thì mình sẽ làm được. Ok, thì sau khi mình đã setup thành công cái Dotun rồi thì mình sẽ quay lại với tool bolt cái unit option. Các bạn kéo xuống dưới cùng add giúp cho mình một cái, đó là Dotun. Dotun ở đây, ok chưa? Dotun, bấm next. Sau khi bấm next rồi thì qua bên bước tiếp theo thì mình sẽ tìm tới từ khóa, đó là twin, được chưa? Twin, và mình thêm một cái đó nữa là Dotun, thêm một cái đó nữa là sequence, sequence của cái thư viện training ha. Sequence tiếp theo đó là socket, cũng của thư viện training luôn. Và mình cần một cái nữa cuối cùng, đó là trainer. Trainer, ok, mình đã, các bạn lưu ý cho mình phải thêm 5 thư viện này, ok chưa? Và bước ở trước đó thì mình cần phải thêm một cái assembly, đó là Dotun ha. Rồi mình generate bình thường thôi. Về phần các cái script các bạn tự viết ra thì cũng làm tương tự như thế này ha, ngoại trừ đó là cái phần plugin. Các cái plugin sẽ chứa các cái DLL bạn nhé, các plugin sẽ chứa các DLL. Nếu như mình không có các cái DLL thì mình sẽ sử dụng các file C# bình thường, được chưa? Nếu như mà sử dụng file C# bình thường thì mình không cần add cái assembly của bất kỳ cái DLL nào, mà mình có thể add trực tiếp cái class ở cái mục là file. Trong quá trình demo thì có khả năng mình sẽ viết thử một vài cái script để cho các bạn hình dung. Được rồi, mình sẽ quay lại với scene ban kêu hôm trước mình đã làm, và hôm nay mình sẽ edit nó một tí ha. Edit nó một tí đó là mình sẽ không sử dụng cái random này nữa, không sử dụng random nữa ha. Mình sẽ trục y thì mình sẽ xóa đi. Ở đây mình cũng không cần lặp lại luôn, mình chỉ cần nó chạy qua một lần duy nhất là 10 đơn vị chẳng hạn, vậy thôi ha. Mình sẽ dùng một cái vòng lặp for tầm 10 cái đi, 10 cái, và tất cả cái này thì mỗi lần như vậy thì mình sẽ lấy index index ha. Đây mình sẽ multiply với lại 3 đi, tức là mình muốn mỗi lần như vậy thì x sẽ tăng lên 3 đơn vị và tạo ra một khối lập phương.
Ok không các bạn, khối lập phương. Và bây giờ mình ở cái khối lập phương này của mình sẽ không cho nó rotate nữa. Không cho nó rotate nữa, ok không? Và đồng thời với đó là mình sẽ cũng không cần phải destroy nó ngay đoạn đầu nữa được chưa? Và rigid body của nó thì mình sẽ tắt đi. Mình sẽ tắt đi ha. Ok. À, rồi quay lại với cái sphere của mình thì bây giờ cái sphere này mình sẽ viết một cái script như sau. Các bạn theo dõi mình ha. Và mình sẽ tắt cái này đi. Và mình sẽ dùng cái start cùng với update. Ở đây mình thử gõ một cái như là transform. Transform domo, các bạn tìm tới hàm domo. Chẳng hạn như ở đây. Ở giờ domo, domo hoặc là mu x, mu z, mu y gì đó là nó sẽ mu. Ok, mình sẽ mu thử tới vị trí thứ 3 trong vòng 3 giây. Cái snapping này nếu như bạn chọn thì nó sẽ convert tất cả các vị trí về kiểu in, nên nó sẽ nhảy cà tưng. Các bạn không nên chọn snapping. Các bạn muốn biết cái đó nó hoạt động như thế nào thì các bạn có thể xem trên trang chủ của Dotwin ha. Documentation có đầy đủ hết bạn. Mình sẽ tìm tới Domo cho các bạn xem. Để ở đây. Domo. Ở đây nó kêu là mình sẽ move tới target position. Đấy. Ở đây là snapping, tức là cái biến cuối cùng này. Cái argument cuối cùng. Nếu như nó được true thì cái twin này nó sẽ smoothly snap tất cả value về integer. Được chưa? Thì mình khuyên là các bạn không nên snap như vậy. Đầu tiên thì mình mong muốn đó là hàm start đi ha. Mình sẽ cho play thử đi để kiểm tra. Đấy, mình đã thấy cái sphere của mình nó đã chạy tới một đoạn. Được rồi, tại vì nó trùng lắp với cái này nên mình sẽ quay lại project prefab. Cái khối lập phương này mình sẽ scale nó bé bé một tí ha. Ok, như vậy là đủ. Quay lại với cái scene. Scene thì khối lập phương này, quên, khối cầu này mình sẽ nhấc nó lên một tí như vậy. Được chưa? Và mình bấm play lại nè. Các bạn có thể xem, quan sát kỹ nè. Đấy, nó đã di chuyển nè. Đúng không? Nó đã di chuyển. Cái khối lập phương này mình cần phải bật cái kinematic lên ha. Để cho nó khỏi bị tác động ngoại lực. Cái sphere. Bây giờ mình thử đổi cái domo này thành một cái khác đi ha. Do jump. Ok không? Do jump. Hàm do jump này thì mình cũng sẽ nhảy tới value là 3. 3 được nha. Và cái power. Power này chính là cái chiều cao. Ok không bạn? Nếu như bạn bấm 3 thì nó sẽ nhảy lên cao 3 đơn vị, sau đó lại hạ sẽ xuống. Num jump thì để 0 hoặc là để 1 thì nó sẽ nhảy một bước. Còn để 2, để 3, để 4 thì nó sẽ nhảy càng nhiều bước. Mình có thể làm ví dụ. Duration mình cũng để là 3. Snapping tương tự như cái kia. Bây giờ mình sẽ cho play thử. Đó. Được chưa? Khi để là num jump là 0 thì nó vẫn nhảy như vậy. Khi mình đổi qua 1, mình cho play lại. Cho play lại thì nó vẫn nhảy một lần. Được chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhấn ở đây là 2? Các bạn xem quan sát thật kỹ nha. Nó sẽ nhảy 2 lần mới tới bước. Đấy, 1 và 2. 1 và 2. Các bạn thấy rõ không? Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái đoạn này lên cũng một tí nữa. Đó là mình sẽ input.get get key down đi ha. Get key down đi. Và key ở đây mình sẽ lựa chọn là space. Được chưa? Và ở đây mình sẽ chọn run. Nếu true thì nhảy tới 3 đơn vị trong vòng một lần nhảy. Và thời gian sẽ là 1 giây. Được không các bạn? Mình sẽ tạm thời ẩn cái start đi ha. Ẩn start đi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấn space. Được chưa? Và bây giờ khi nó đã nhảy lên 3 rồi mà ở đây end value mình vẫn là 3 nên là nó sẽ nhảy tại chỗ.
Được chưa? Và ở đây zoom power là 3, thì các bạn chú ý ở đây thì tối đa nó sẽ là 3, nó không thể nào là cao hơn 3, các bạn có thể xem kỹ ở đây ha. Đây 2,9, 2,8, 2,9. Được chưa? Thì nó đã tính toán tiệm cận về 3, xong đó là nó sẽ bỏ qua. Ok. Như vậy thì mà mình có thể mường tượng ra được như vậy. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tạo một cái biến và sử dụng nó ha. Tạo một cái biến đi. Biến này mình sẽ lưu trong Grab cũng được. Grab đi ha. Mình tạm tạm gọi là biến current position. Ok chưa? Current position, và mình lấy biến là get. Và cuối cùng mình sẽ add đi ha. Add đi. Add hay là mình ok mình add đi. Mình add, nhưng mà mình add với thằng scala, tức là một một con số gì đó. Mình add với 3. Mình sẽ gắn vô add với 3, sau đó mình new một cái vector 3. Ok không các bạn? Một cái vector 3 và mình gắn vào đây. Mình có thể gắn xuống dưới này trước, sau đó lên đây, hoặc trực tiếp từ đây qua đây luôn cũng được ha. Không thành vấn đề ha. Ok, mình sẽ kéo cho nó cùng cấp với nhau cho nó đẹp cái flow của mình. Rồi, mình sẽ cho chạy. Sorry, sorry các bạn ha. Từ đây mình sẽ lấy ra lại transform chấm position. Form. Game object. Ủa, không có transform à? Vậy đầu ra của cái này là gì? Đầu ra của function này là gì? Hình như đầu ra của nó là một cái sequence, một cái sequence thôi. Mình không thể lấy được transform từ nó. Được rồi, như vậy thì mình sẽ qua đây và mình set Variable Grab ha. Grab ở đây nếu các bạn chọn sin thì cái biến ở trong này sẽ là biến của sin. Các bạn có thể kiểm tra biến sin trên này không có biến nào, nên là mình sẽ không sổ xuống được. Được chưa? Nếu mình chọn Grab thì ngay chỗ này nó sẽ có Current Position. Nếu mình chọn Offset thì ngay chỗ này nó sẽ có XYZ. Được chưa? Còn cái Current Position đó là do cái nó không có refresh các bạn. Nó không có refresh cái clip này khi mà mình bấm xuống. Khi nào mình chọn xong rồi nó thì nó mới refresh. Được chưa? Mình sẽ set cái current position này sẽ bằng với lại cái đầu ra này. Ok không? Để chi? Để lần tới mình gọi lại thì nó sẽ nhảy qua vị trí tiếp theo. Bây giờ mình sẽ cho bay thử. Một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn này, năm này, thấy không? Nếu các bạn xem ở trên sin thì nó đã nhảy tới cái số 5. Đấy, được chưa? Đã nhảy tới cái số 5. Vậy bây giờ mình mong muốn đó là mình khi mà cái khối lập phương này hả, cái đi grab nó đi, khối lập phương này mà bây giờ mình sẽ xử lý, nếu như nó có va chạm thì nó gọi tới thằng Sophia này nhảy tới một bước nữa. Mình thực thực tế ra là mình viết ở đây vẫn được nhé bạn, mình viết là nếu như mà khối khối cái Sophia này mà nó chạm thì nó nhảy tiếp bước nữa vẫn được, nhưng mà mình mong muốn đó là mình mang tới cho các bạn cách nhìn tổng quát hơn về về cách mà mình gọi từ cái đối tượng này qua đối tượng khác. Ok không? Edit graph ha. Bây giờ mình sẽ viết một cái function. Mình sẽ gọi một cái function collision enter, collision enter ha. Collision enter. Và nếu collision enter thì mình sẽ mong muốn đó là gọi cái trigger custom event. Được chưa? Trigger custom event. Và nếu mình muốn truyền tham số vào đó thì mình sẽ truyền ở đây. Ví dụ tham số thứ nhất, hoặc là tham số thứ hai, tham số thứ ba thì 1 2 3, được chưa? Nếu không có thì để không. Tạm thời mình không có gì nên là mình để không ha. Và ở đây nó cần một cái game object, tức là ở đây cái trigger này nó cần một cái function name và cái đối tượng mà chứa cái event này, được chưa? Thì mình sẽ gọi
event này là chấm. Mình sẽ tạm thời copy lại. Và đối tượng này sẽ là collider. Collider. Ok, collider chấm game game object. Ok chưa? Để cho nó cùng cái kiểu ở đây với ở đây. Được không các bạn? Đơn giản mà đúng không? Thì gọi hàm chấm. Như vậy mình sẽ lưu lại và mình quay lại Sophia. Sophia ha, mình làm sao để mình bắt được? Thì bây giờ mình sẽ gọi custom. Custom event. Tức là ở đây sẽ là phương thức đón nhận, ở kia là phương thức gọi. Cho nếu như phương thức gọi có 2 hoặc 3 cái tham số truyền vào thì mình sẽ có được 2 hoặc 3 cái tham số mình có thể lấy ra. 4, 5, 6, 7 gì đó tùy các bạn. Ok chưa? Mình không có thì mình sẽ để không. Và tất nhiên rồi, cái đối tượng mà nhận event là chính là Sophia. Được chưa? Sophia. Và cái phương thức sẽ là chấm. Chấm, ok chưa? Ok. Vậy chấm thì khi nào chấm được gọi thì mình mong muốn đó là nó sẽ new một cái vector 3. New một cái vector 3 nhảy qua do jump và lưu lại vị trí mới. Được không bạn? Ok, mình sẽ thử debug. Rồi, như vậy là hàm on collider hàm on collision enter này nó không hoạt động. Không hoạt động thì cũng có nhiều lý do lắm bạn. Khả năng là ví dụ như bây giờ ở đây mình đã chọn về e-kinematic nên là nó sẽ gần như là không bắt về collision với những đối tượng khác, nên mình sẽ đổi qua là e-trigger và mình không chọn cái e-kinematic nữa mà mình sẽ chọn construct position. Ok, mình sẽ construct hết. Mình cũng có thể chọn e-kinematic luôn, nhưng mà mình sẽ chọn thêm một cái đó là e-trigger và mình sẽ đổi cái flow wrap qua thành là ở đây mình sẽ đổi thành là on trigger enter ha, on trigger enter và mình sẽ bắt đầu. Đó, khi vừa chạm thì nó sẽ nhảy qua đối tượng khác. Các bạn có thấy ổn không? Thì như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn hiểu cách để mình gọi cái phương thức của đối tượng này qua đối tượng khác. Nó cũng giống như là mình đang gọi bằng C#. Các bạn có ok không? Và bây giờ mình sẽ viết thử một cái script, một cái folder. Ok, một cái script. Được chưa? Và mình sẽ gọi một cái, mình sẽ viết một cái function, một cái class đó là game controller đi ha. Game controller. Ok, game controller thì mình sẽ để như vậy luôn. Để như vậy luôn ha. Và mình sẽ mở lên. Tiếp tục mình sẽ viết một cái phương thức bình thường thôi. Ví dụ như là public static đi ha. Ok, mình sẽ trước tiên mình sẽ viết một cái class bình thường trước đi ha. Một cái class bình thường. Và cái class này sẽ là ctr tab tab, để cho nó viết ra một cái phương thức constructor. Và mình viết một cái biến static static gì ta nhỉ? Debug. Cũng biết viết viết gì đấy bạn. Ok, mình sẽ ghi là show message. Ok không? Show message. Và bây giờ mình sẽ truyền message vào string. Ok. Static void ha. Static void đi. Thôi mình viết luôn cả in đi để cho các bạn dễ hình dung. Return. Mình sẽ return là 0. Và ở trong này mình sẽ để bug.log. Và mình sẽ viết cái message ra. Bên cạnh đó mình sẽ viết một cái phương thức bình thường. String test combat. Ok. Test combat. Thì bây giờ cái string test combat này thì mình sẽ return return name here. Ok. Ok không bạn? Ở đây thì không có gì cao siêu cả các bạn. Mình chỉ mong muốn đó là mình
À, đưa tới cho bạn những cái nhìn tổng quát nhất để mình làm gì? Mình migrate ha. Tức là bạn nào đó đang làm một cái project về CSAP bình thường và các bạn thấy là cái both này nó hay thì bạn có thể migrate mà không cần phải viết lại cái phương thức của các bạn, mà các bạn có thể migrate trực tiếp. Migrate từ từ hoặc là như thế nào đó, các bạn có thể gọi cả hai được, hai bớt được. Ok, mình sẽ sau khi mình viết xong thì mình quay lại cái tool, chọn both unit option. Ở bước này bạn không cần phải add cái assembly tại vì đó chỉ là một cái class bạn ghi chung và bạn không cần phải add vào đây, mà các bạn sẽ sorry, tự nhiên mình bấm reset rồi. Mình sẽ bấm next và ở bên này mình sẽ add thêm một cái nữa, đó là gì đoạn game control, game controller ha. Nhớ nha bạn, các bạn thêm class nào ở ở bằng C# script thì bạn thêm ở đó vô đây bạn game, và bất kể khi nào các bạn thay đổi gì ở trên này thì các bạn cần phải ghen lại nha bạn, ghen lại cái both để cho nó hoạt động chính xác, tại vì bây giờ mình đang thực hiện migrate, mình di cư từ C# lên both nên là mình gần như là ở C# mình sẽ không có thay đổi gì cả đúng không, mình chỉ mượn để mình gọi những cái function thôi, và đồng thời với đó thì trong quá trình mình làm nếu có bug thì mình fix ở đây, thì các bạn nhớ cho mình là bạn phải generate lại ở kia ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ lợi dụng hàm start này luôn, lợi dụng hàm start này luôn ha, start này, và mình sẽ gọi tới hàm là gì, show message ở đây được chưa, hàm show message mình show cái gì, tôi đây, tôi ghi trẻ đúng không ha, rồi thì sau đó thì nó sẽ return ra cái gì, return ra cái gì thì bây giờ mình sử dụng debug luôn, debug log đây luôn đấy. Sau khi có tôi đây rồi, bây giờ tôi sẽ new một cái game controller ha, mình new một cái game controller, sau đó mình sẽ gọi tới function đó là game controller và mình sẽ test callback. Ok, giờ test callback thì bây giờ cái test callback đó là cái function thôi. Bây giờ nó cần cái đầu vào của nó sẽ là một cái game controller object, thì ở đây sẽ là game controller object, kéo qua đây là thông thả nhất. Được chưa? Và ở đây mình sẽ control D và mình kéo ra sau cùng này. Ok, mình sẽ chạy thử và các bạn có thể kiểm chứng ha. Rồi, thì sau khi chạy qua cái function show message thì nó trả về là không, đúng với những gì mình đã code. Sau đó thì mình new một cái game object, nó trả về một cái game object. Sau đó thì game cái function test combat này nó sẽ trả về là I'm here và nó sẽ show message ra là I'm here. Bây giờ mình sẽ kiểm tra trên cái console. Đây, bây giờ là tôi đây, sau đó nó sẽ trả về số 0 và I'm here. Khớp với lại cái thứ tự mình gọi ở đây luôn ha. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn gọi từ C# qua both và từ both qua C# ha. Tương tự, các bạn có thể custom event ở trên này luôn. Các bạn có thể gọi trigger event ở trực tiếp ở trên này luôn ha. Nhưng mà đó là bài toán mà mình đố các bạn để các bạn có thể research ha. Ok, thì như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái demo của mình. Cũng như là các bạn cũng có cái nhìn hình dung chung đúng không? Qua cái demo này các bạn có thể làm cái trò AMD Rust Palette Hop mà bữa xưa mình có hướng dẫn bằng C# đó các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ migrate lên đây và sử dụng những cái doctrine như thế này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều, thay vì sử dụng một đống cái công thức mà mình đã viết ra. Thì hàm châm này của anh họ viết rất là thông minh ở chỗ là có thể điều khiển được cái power này nó một cách rất là chuẩn ha các bạn. Ví dụ bạn nhảy rất là xa, bạn chọn cái power này nhỏ thì nó sẽ lựa chọn một cái cung rất là to, một cái cung rất to, ok chưa? Thì nhưng nó thông minh hơn cái độ chỗ mà là mình tự viết một cái function của mình thì nó rất là thông minh. Còn bây giờ các bạn sẽ có ý tưởng và các bạn làm một cái game Tally Hop AMD Rust. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video lần sau. Bye bye.